Chàng trai phát hiện ung thư máu từ hai triệu chứng rất thường gặp. Nam thanh niên 24 tuổi đi khám vì đau rát họng kéo dài, rất khó nuốt thức ăn, thường xuyên sốt nhẹ nhưng dùng kháng sinh kháng viêm mãi không khỏi. Đi khám chuyên khoa tai mũi họng, anh này được chỉ định cắt amidan. Khám cho nam bệnh nhân, bác sĩ thấy niêm mạc họng của anh bị nề nhưng không đỏ, vùng họng mũi, khẩu cái mềm và lưỡi gà có những đám tụ máu thanh quản nề mồng. Dù amidan không đỏ, không quá phát, không có giả mạc bám, nhưng kết quả xét nghiệm máu thấy số lượng giảm. Ban đầu chúng tôi nghĩ đến khả năng bệnh nhân bị dị ứng đồ uống gây phù vùng hạ họng nên cho sử dụng thuốc chống dị ứng và corticoid. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Bích Đào, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ. 3 ngày đầu dùng thuốc, các biểu hiện đau họng và nuốt vướng của người bệnh giảm. Đến ngày thứ tư, các biểu hiện ngày lại nặng tăng. Sau khi đánh giá toàn trạng, thấy bệnh nhân mệt mỏi, gầy sút, da lạnh và trắng nên các bác sĩ đánh giá toàn diện bằng các xét nghiệm. Kết quả, thầy thuốc phát hiện bệnh nhân có hiện tượng đông máu nội mạch lan tỏa đã gây ra các vùng phù nề một bên do nhiễm vi khuẩn cơ hội liên quan đến giảm số lượng bạch cầu. Nam thanh niên được xét nghiệm chuyên sâu và được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp, một bệnh lý ung thư máu. Theo Phó giáo sư Đào, bệnh lý này do các tế bào máu bị ung thư hóa trong quá trình tạo ra tế bào. Những tế bào ung thư này nhân lên rất nhanh, nếu không được điều trị, tế bào ung thư sẽ ứ động trong tủy xương, cản trở quá trình tạo ra các tế bào máu bình thường và liên quan đến suy tủy xương tiến triển. Bệnh bạch cầu cấp gồm hai loại chính là dòng tủy và dòng lympho, tiến triển nhanh và có thể gây tử vong trong vòng vài tuần đến vài tháng nếu không được điều trị. Tuy nhiên, nếu được điều trị sớm và đúng cách có thể đẩy lùi bệnh. Do các tế bào ung thư có thể lan tràn đi rất xa trong cơ thể nên bệnh có thể gây ra hàng loạt triệu chứng ở nhiều cơ quan khác nhau. Với các bệnh nhân mắc bệnh lý bạch cầu cấp, các triệu chứng thường gặp nhiều nhất là sốt kéo dài trên một tuần, sốt cao, thất thường và điều trị thuốc kháng sinh hay hạ sốt nhưng không hết. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng mệt mỏi, chán ăn, xanh xao, một số còn có thể kèm theo vàng da. Một số triệu chứng đi kèm ít gặp khác như là bụng to, cứng, viêm loét miệng hay vòm họng, khó thở, tim đập nhanh, nốt xuất huyết dưới da nhiều hay là mảng bầm da nhiều. Theo tiến sĩ Huỳnh Văn Mẫn, trưởng khoa ghép tế bào gốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh, trong bệnh bạch cầu cấp, nhiều triệu chứng xuất hiện không những do sản xuất không đủ các loại tế bào máu bình thường trong tủy mà còn do các tế bào ung thư lan tràn khắp cơ thể. Khi bị giảm các tế bào máu, bệnh nhân ung thư máu dễ bị nhiễm khuẩn. Phó giáo sư Đào cho hay, bệnh nhân ung thư máu có thể dễ bị viêm họng và đáp ứng kém với kháng sinh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.